Thưa quý vị, trong chuyên đề tuần trước, chúng ta đã nghe bác sĩ phân tích về thói quen sử dụng nước đá lạnh để rửa mặt, chăm sóc da của một số chị em phụ nữ. Dù mang lại một số hiệu quả, tuy nhiên việc thay đổi nhiệt độ đột ngột từ nhiệt độ thường sang lạnh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bề mặt da. Và bác sĩ cũng đã có lưu ý về việc chúng ta nên có một bước rửa mặt bằng nước ở nhiệt độ bình thường trước khi có ý định dùng nước đá lạnh để rửa mặt. Và đặc biệt là chúng ta cần bảo vệ che chắn da thật kỹ trước khi ra ngoài. Và cũng liên quan đến việc thay đổi nhiệt độ đột ngột thì trong tuần này chương trình xin được đề cập đến vấn đề tắm đêm, thưa quý vị. Như chúng ta cũng thấy, vì thời tiết nắng nóng nên khi về đến nhà thường thì chúng ta sẽ hay tắm ngay để giải nhiệt, nhưng đôi khi đó không phải là giải nhiệt mà lại gây ra tình trạng sốc nhiệt, thưa quý vị. Phân tích của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Viết Hậu, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cho chúng ta rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, ví dụ như mình từ nóng mà sang lạnh quá, hoặc là từ thời tiết lạnh mình mắc mưa về mà mình tắm nước nóng ngay, ví dụ vậy, chứ không nhất thiết là phải tắm nước lạnh không. Sự thay đổi thời tiết, thay đổi nhiệt độ của cơ thể từ nóng quá sang lạnh quá, từ lạnh quá sang nóng quá một cách rất là gấp gáp, mình không có cái thời gian cho cơ thể mình điều chỉnh, thì cái việc đầu tiên các cái bệnh lý mà chúng ta dễ gây dị ứng, nó sẽ tăng tiết dịch, và chính cái dịch các đường hô hấp nó sẽ là cái môi trường để các virus vi trùng có cơ hội phát triển. Cái điều thứ hai là theo cái cơ chế của cái hệ tuần hoàn của chúng ta, có thể các cơ quan trong cơ thể chúng ta khi mà sự thay đổi nhiệt độ thì trung tâm điều nhiệt của cơ thể của chúng ta nó sẽ chỉ huy cho các cái mạch máu, ví dụ như từ khi chúng ta tiếp xúc với nhiệt độ mà lạnh quá thì lập tức là cơ thể chúng ta nó co mạch lại. Hoặc là khi cơ thể chúng ta tiếp xúc với cái nhiệt độ mà nóng quá thì cơ thể chúng ta sẽ giãn mạch ra, thậm chí là giãn mạch toàn cái hệ thống. Rất là nhiều cái tình trạng đau đầu, đặc biệt là ở phụ nữ, gây ra do các bệnh lý ví dụ như đau đầu căng cơ, đau đầu migraine v.v. thì yếu tố thúc đẩy có thể là một tình trạng co thắt mạch máu. Thì chính co thắt mạch máu của chúng ta, giờ chúng ta nói ồ về tôi tắm đêm cái tôi đau đầu, cái gốc của vấn đề là nó gây sự co thắt mạch máu, nó gây kích hoạt lên cái cơn đau đầu của người ta. Nếu mà cái tình trạng co thắt mạch máu, chúng ta có thể ở vùng cổ gáy chẳng hạn, ví dụ vậy, đặc biệt là những người mà bị thoái hóa cột sống, những người bị sơ vữa mạch máu sẵn rồi, thì cái bản thân cái cơn đau của chúng ta có nhiều yếu tố, nhưng mà có một yếu tố có thể góp phần làm cơn đau nhiều hơn là các cái mạch máu mình nó lưu thông tới đó nó sẽ ít hơn. Thì sự co thắt mạch máu tới những cái vùng ví dụ như vai, cổ gáy vân vân, nó cũng làm cho cái cơn đau vai gáy của mình đau mỗi nhất một cái cơ thể, đặc biệt là những người từ trung niên trở lên, nó sẽ thường xuyên hơn, nó âm ỉ hơn và nó dai dẳng hơn nếu mà chúng ta không có để ý tới cái việc đó. Cái sự co thắt mạch máu nó còn nguy hiểm, chúng ta đi từ trên xuống dưới là tới mạch máu, ở cái mạch máu mà nuôi cái trái tim của chúng ta, đó là mạch vành. Đôi khi có những người cơ địa chúng ta trẻ khỏe thì cái sự co thắt mạch vành đó nó cũng không đáng là cái gì, tại vì khi mà sự co thắt mạch đó thì cái mạch máu chúng ta khi co thắt nó vẫn đủ cái lượng máu để nuôi các tế bào cơ tim. Nhưng những người mà chúng ta có những bệnh nội khoa trước hoặc bệnh tim mạch trước, ví dụ người ta đặt stent mạch vành, người ta đái tháo đường lâu ngày làm sơ vữa mạch máu, thì khi mà sự co thắt bình thường, cái mạch máu mạch vành nuôi trái tim chúng ta nó đã hẹp một phần rồi, thì yếu tố góp phần chỉ cần một phần nhỏ thôi, sự co thắt mạch vành của chúng ta thêm nữa, nó có thể gây nên những cái triệu chứng của những cơn đau thắt ngực, thậm chí những trường hợp nguy hiểm nặng hơn, nó có thể thúc đẩy một cái cơn nhồi máu cơ tim, thúc đẩy thôi chứ không phải là yếu tố mà chính yếu. Chúng ta đến tiếp theo là sự co thắt mạch máu ở cái vùng cơ xương khớp, khi chúng ta lặp đi lặp lại thì chúng ta có thể gây lên, thúc đẩy lên cái triệu chứng của các bệnh, ví dụ như bệnh gout, bệnh viêm khớp dạng thấp. Bình thường nó cũng có thể là nó chưa biểu hiện hoặc là gần mức độ biểu hiện rồi, thì khi mà chúng ta gặp thay đổi thời tiết từ nóng mà sang lạnh đột ngột, sẽ co thắt mạch máu như tôi đã trình bày trên, thì dễ làm cho người bệnh xuất hiện những cái cơn đau và xuất hiện những cái đợt bùng phát của các cái bệnh lý.
Sự giãn mạch ra ở trên não thì nó như thế nào? Giãn mạch ra ở trên não nó cũng có thể gây các cái cơn đau đầu tương tự của các bệnh lý mà đã trình bày trên, ví dụ như migraine, đau đầu căng cơ. Khi mà sự giãn mạch máu ở trên có thể gây những tình trạng ví dụ như choáng, chóng mặt, rối loạn tiền đình. Như chúng ta biết, người bệnh mà có các cái bệnh lý về tim mạch, họ phải uống rất là nhiều thuốc, trong đó có những cái thuốc mà kiểm soát huyết áp bằng cách giãn mạch sẵn. Người bị suy tim, người bị tăng huyết áp, vân vân, thì những cái thuốc đó để kiểm soát cái bệnh tim cho tốt, để kiểm soát cái tình trạng huyết áp cho tốt, là có những cái thuốc gây giãn mạch. Các thuốc gây giãn mạch đó kết hợp với cái phần giãn mạch não, nó xuất hiện đột ngột, mặc dù nó nhỏ thôi, biến cố nhỏ thôi. Khi mà chúng kết hợp lại với nhau, đặc biệt là những người lớn tuổi, các mạch máu của chúng ta không còn mềm dẻo nữa, đại khái là mình hiểu nôm na như vậy, nó đã sơ vữa rồi, thì sự thích ứng đó nó lại kém đi nữa. Thì chính vì vậy có thể gây tụt huyết áp tư thế cho người bệnh, có thể gây tình trạng thiếu máu não, tình trạng thiếu máu cơ tim. Đó là những biến cố nặng hơn. Nhưng mà cái điều đơn giản mà chúng ta có thể dễ hình dung ra được, đó là tình trạng choáng váng của người bệnh, tụt huyết áp tư thế của người bệnh, thì người bệnh sẽ dễ bị té ngã, đặc biệt là chúng ta người lớn tuổi. Khi càng về đêm thì cơ thể của chúng ta, về mặt sinh lý thôi, thì cái hệ miễn dịch của chúng ta và các hoạt động chuyển hóa của chúng ta, nó sẽ giảm dần để nó phù hợp cho cái tình trạng cơ thể mình nghỉ ngơi. Nếu mà chúng ta có tắm đêm thì cái thời gian của chúng ta cũng nên trước 7 giờ đêm, thì chúng ta nên lưu ý cái điều đó. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta có tắm đêm thì chúng ta khi mà chúng ta về đến nhà, hoặc chúng ta đi mưa, chúng ta về làm việc căng thẳng, nóng nực, chúng ta về, thì chúng ta cần phải có một cái thời gian cho khoảng 15 đến 30 phút để cơ thể chúng ta điều hòa lại cái nhiệt độ, điều chỉnh lại cái nhiệt độ cho nó phù hợp với nhiệt độ của môi trường. Sau đó rồi chúng ta mới tiến hành tắm nha. Tắm thì khi mà chúng ta tắm thì chúng ta lưu ý sự thay đổi nhiệt độ đột ngột thì chúng ta nên hạn chế tối đa. Ví dụ như chúng ta tắm xong thì chúng ta sấy khô người vân vân, thì chúng ta đặc biệt là những người lớn tuổi, những người có nhiều cơ địa, chúng ta trẻ khỏe thì một hai lần thì chúng ta chẳng thành vấn đề. Thì chúng ta điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh ở bên ngoài sẵn, hoặc là chúng ta không nên vào máy lạnh ngay, để tự nhiên chúng ta đã thay đổi nhiệt độ từ môi trường nóng quá, chúng ta tắm vô lạnh quá lại chúng ta lại tắm nước ấm, xong rồi chúng ta lại ra môi trường bên ngoài là máy lạnh nữa, thì chúng ta thay đổi nhiệt độ đột ngột từ môi trường này qua môi trường khác, từ môi trường khác lại qua một môi trường khác nữa, thì cơ thể chúng ta điều chỉnh không kịp thì nó dễ gây những cái hậu quả mà tôi đã trình bày trên. Ông bà ta có câu tắm sáng là vàng, tắm trưa là bạc, tắm tối là chì, cũng là hàm ý nhắc nhở cho chúng ta biết thời điểm nào tắm để tốt cho sức khỏe. Cùng với những chia sẻ của bác sĩ, hy vọng chúng ta cũng sẽ có thêm những lưu ý trong việc vệ sinh cá nhân để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.